Tại sao khi sử dụng serum C lại bị nổi mụn và dễ bị kích ứng? Cùng tìm hiểu với Ngọc qua video ngày hôm nay nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Ngọc. Có rất nhiều bạn mong muốn là sử dụng serum C để làm sao để giảm thâm cho các bạn này và để chống oxy hóa. Tuy nhiên thì lại ngược lại với những cái mong muốn của bạn thì nó lại xảy ra một vấn đề là dễ bị kích ứng này và dễ bị nổi mụn khi các bạn sử dụng serum C. Vậy thì những cái lý do tại sao thì sau đây Ngọc sẽ liệt kê cho các bạn một số những lý do mà rất hay thường gặp và cũng có thể là một trong số những lý do mà các bạn cũng đang gặp phải. Thì hãy nhớ là theo dõi hết video của Ngọc nhé. Đầu tiên đó là các bạn sử dụng serum C chưa đúng thời điểm. Như các bạn đã biết thì serum C có khả năng là làm sáng da các bạn này và ức chế cái quá trình là melanin, cho nên là làm da của bạn sáng hơn. Và ngoài ra thì nó còn có tác dụng làm chống oxy hóa. Thì thường thì các bạn sẽ sử dụng serum C trong cái routine chăm sóc da các bạn là sau khi các bạn điều trị mụn xong, có nghĩa là da các bạn là bị thâm mụn hoặc là bị thâm nám. Và chọn sai thời điểm ở đây có nghĩa là các bạn sử dụng serum C khi mà da vẫn còn mụn. Có rất nhiều bạn là cho rằng là em chỉ còn vài một nốt mụn thôi thì sử dụng C, em muốn bổ sung luôn serum C để giúp cho da mờ thâm hơn. Tuy nhiên thì trong thành phần serum C thì loại vitamin C phổ biến đó là LAA, là L-ascorbic acid. Thì cái gốc của nó cũng là cái acid mà các bạn, cái da các bạn vẫn còn mụn này. Và có những bạn là mụn viêm hay mụn mủ hoặc là mụn ẩn ở dưới da mà các bạn chưa điều trị hết mụn. Mà lúc này các bạn sử dụng luôn serum C thì cái khả năng là kích ứng da và khả năng bị bùng phát mụn rất là cao cho các bạn. Thì số 2 đó là các bạn sử dụng nồng độ quá cao. Có nhiều bạn cho rằng là muốn sử dụng nồng độ serum C khoảng 15 đến 20% và nghĩ rằng là cái nồng độ cao thì cái khả năng nó ức chế và cái khả năng làm sáng da sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà những bạn mới sử dụng những lần đầu mà các bạn đã sử dụng nồng độ cao thì cái khả năng kích ứng da và cái khả năng bị gây mụn trên da các bạn rất là cao. Cho nên thì Ngọc khuyên rằng là nồng độ thích hợp nhất cho các bạn đó là serum C ở nồng độ 10%. Với cái nồng độ này thì nó vừa hay đủ để giúp các bạn chống oxy hóa này và vừa giúp các bạn là ức chế những cái sắc tố melanin ở trên da các bạn, và nó cũng sẽ hạn chế được cái vấn đề kích ứng da cho các bạn nhé. Số 3 đó là các bạn lựa chọn những sản phẩm serum C trong đó có chứa nhiều thành phần gây bít tắc, thành phần dầu nhiều. Và những thành phần gây bít tắc thì ở trong một video Ngọc cũng đã nói rất là rõ rồi, thì các bạn cần phải lưu ý là chúng ta cần phải lựa chọn và check thành phần thật là kỹ nhé. Thì một số những cái thành phần phổ biến mà dễ gây bít tắc cho các bạn và dễ gây nổi mụn cho các bạn thì các bạn cần lưu ý, thì Ngọc sẽ đưa ra cho các bạn một số những cái thành phần để các bạn có thể loại bỏ nhé. Một đó là isoprobin myristat này. Thường thì là những cái thành phần này sẽ được mix trong dưỡng ẩm hoặc là mix trong một số serum để giúp làm tạo độ ẩm mềm mịn. Thì khi mà các bạn bôi serum C trên da thì các bạn sẽ cảm giác là nó sẽ tạo độ căng bóng này và mềm mịn, và các bạn sờ trên da cảm giác nó mềm mịn vô cùng. Thì thường thì nó sẽ có cái thành phần như vậy. Và các bạn thử để ý là xem là có thành phần như là octin stearate và butin stearate. Đấy, các bạn lưu ý là những cái thành phần này nhé. Hoặc là isoprobin palmitate. Đây là một trong những số những thành phần phổ biến có thể gặp ở trong những loại serum hay là những loại kem dưỡng ẩm mà các bạn cần phải lên tránh. Cho nên là nếu như mà các bạn đã lựa chọn những sản phẩm serum C để mong muốn là làm sáng da các bạn rồi, mà tuy nhiên nếu như mà bạn chọn sai loại thì vẫn dễ làm thất bại trong cái quá trình chúng ta skincare. Số 4 đó là những loại kem dưỡng ẩm đi kèm. Có nghĩa là nếu như mà các bạn đã sử dụng những sản phẩm serum C đã phù hợp rồi, tuy nhiên thì những cái loại dưỡng ẩm đi kèm của các bạn mà trong đó nó có chứa những thành phần gây bít tắc thì nó cũng sẽ góp phần làm cho da các bạn dễ bị nổi mụn hơn. Cho nên là với những cái sản phẩm chúng ta đã phù hợp rồi, bên cạnh đó những sản phẩm đi kèm mà nó cũng có chứa những thành phần gây bít tắc này, hoặc là những sản phẩm kem dưỡng ẩm đó nó không phù hợp với cái nhóm sản phẩm chúng ta đang dùng, thì nó sẽ dễ gây kích ứng và nổi mụn cho các bạn. Và hãy nhớ là sản phẩm nào thì chúng ta sẽ cũng vẫn phải có thời gian để sử dụng và có thời gian để cho sản phẩm nó thẩm thấu trên da để nó có tác dụng. Nếu như bạn nghĩ rằng là chúng ta chỉ sử dụng một loại và nghĩ rằng là trong thời gian ngắn nó có tác dụng, và tất nhiên khi các bạn sử dụng sản phẩm nào đó thì các bạn cần phải có thời gian và kiên trì với sản phẩm đó. Nếu như mà các bạn sử dụng những sản phẩm mà các bạn mong muốn rằng trong một thời gian ngắn mà đã có tác dụng thì các bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Nhất là đối với những loại serum C thì chúng ta cần phải kiên trì và cần phải sử dụng lâu dài thì các bạn mới cảm nhận được cái sự thay đổi trên làn da các bạn. Cho nên Ngọc mong rằng là sau khi các bạn đã theo dõi hết video này rồi thì các bạn sẽ biết được là những cái
do tại sao mà khiến các bạn sử dụng serum C lại bị nên mụn này và bị kích ứng da. Và các bạn sẽ điều chỉnh lại những cái thói quen và cũng như là cần phải lựa chọn kỹ trong những cái sản phẩm chăm sóc da của mình nhé. Và xin chào và tạm biệt các bạn ở những video sau. Đừng quên là nhấn like và subscribe kênh của Ngọc và ủng hộ Ngọc để tiếp tục ra những video hay hơn nữa. Chào tạm biệt các bạn.